Chào cả nhà. Hello. Hello, chào cả nhà. Đây là bé Đào, đây là anh Hai Long mình. Lúc nào cũng trưởng nhóm đó, đang ngồi ăn. Ăn rất ngon nha các bạn. Hôm nay sẽ cho các bạn biết cái món này là món gà. Gỏi gà măng cục, đặc biệt ở Lấy Thiêu. Đặc sản của Lấy Thiêu. Mình đang ngồi ở khu vực Cầu Ngang Lấy Thiêu. Đây là khu vực Cầu Ngang hả Long? Khu vực Cầu Ngang Lấy Thiêu. Còn đây là vú heo đúng không? Vú heo nướng. Rất là ngon luôn, vú heo nướng chấm chao. Đặc sản của gỏi gà măng cục này nó chỉ làm được trong một thời gian ngắn thôi. Khi nào có mùa măng cục thì mới có được cái món gỏi này. Còn cái không có mùa măng cục thì nó đâu có món này đúng không? Nó chỉ xuất hiện khi mùa măng cục vô thôi. Rất là ngon luôn các bạn. Ly bé Đào chị để đây nha, nào uống bỏ qua. Ngon quá. Mà măng cục sống thường á mình ăn mấy mà làm gỏi là ăn ngon ha. Phải biết cách lựa nữa chứ. Phải là dân nhà vườn người ta biết cách lựa. Người ta lựa như thế nào? Nói chung là nó phải còn sực sực. Nó vừa tới. Mà lại không bị chát nè, không bị mủ luôn. Đúng rồi. Nó giòn. Nó giòn ngon ghê á. Lần đầu tiên á Châu mới ăn mà món gỏi gà măng cục nè các bạn. Mà măng cục ăn rất là ngon nha. Mình ngoài cái món gà thì ở đó thì còn món gà nướng sầu riêng. Tí xíu mình sẽ tới. Đúng rồi các bạn. Còn một món nữa gọi loại là gỏi gà. Anh Hai mình nay giỏi ghê á. Thường anh Hai mình nhát lắm á các bạn. Hôm nay là coi như là bé này anh Hai đang nói bé làm cái anh Hai hết nói luôn á. Đã làm tài tử không biết Đào ơi. Mà các bạn biết không tới đây thì không có biết là có thêm một món nữa. Không phải là gỏi gà măng cục nữa nha, mà gỏi gà sầu riêng. Đặt nước gà nướng chứ phải là gỏi. Gà nướng sầu riêng. Đúng không Long? Gà nướng sầu riêng đặc sản của Lấy Thiêu luôn. Trong Sài Gòn là không có nha các bạn. Khu vực Cầu Ngang là còn có thêm một đặc sản nổi tiếng mà hầu như là ai cũng biết, đó là bánh bèo bì mà Mỹ Liên. Bánh bèo bì Mỹ Liên. Nghĩa là mình bán ngay chợ chợ bún. Chợ bún hả? Rồi hôm khác tuần này sẽ đến thử cái món bánh bèo bì sườn. Bánh bèo bì. Bánh bèo Mỹ Liên. Mà gà ở đây rất là ngon á Long ha. Cái da nó cũng dai, nó có thịt nó dai ngon ghê á. Gà dưới đây ngon, gà dưới mình gà ngon quá. Bữa anh chị Long về lên đây ăn cũng khoái quá trời. Anh chị lên đây luôn hả? Dẫn nguyên nhà lên đây ăn. Hùng ăn không? Ngon lắm. Em ăn nguyên con thì nó hơi nhiều. Đúng không? Mà nước con thì không đủ. Không đúng người không? Phải mấy người ạ? 16 người. Các bạn thấy nè, đây là miếng măng cục á. Là măng cục sống nha. Là mình phải biết cách làm thì nó mới không có bị mủ, bị chát đúng không Long? Măng cục. Ngon quá. Ngon bé Đào. Ngon chị. Bé Đào ngon không thể nói luôn, coi như là mất ăn không có nói được cái gì. Không nói được gì luôn. Sầu riêng đây cũng ngon luôn. Sầu riêng ngon lắm luôn á. Quảng cáo VR cái quán luôn. Cái gà đây nó dai ngon thiệt á. Gà Thái Dương á. Không cho chị xin thêm miếng nước mắm thôi. Đây chị lấy cái chén này cho em. Em muốn ăn mắm hả? Dạ không. Ok. Anh nói đây chắc đặc sản là gà quá hả? Gà nó sầu riêng dữ hả? Ngon quá. Hai món đặc sản luôn. Hai món này đúng không? Hai món này. Nãy có cái món gì mà cá tai tượng nữa không? Cá tai tượng chiên xù. Nhưng mà giờ kêu nữa thì ăn không nổi, không hết. Nếu mà mình đi có thêm mấy người nữa đó. Mấy người nữa thì được. Ok. Mình sẽ chắc đặt sinh nhật dưới đây quá. Xuống dưới đây luôn. Măng cục nha các bạn, ngon lắm luôn á. Mình nó nghỉ sớm không? Nếu mà 10 giờ. Nếu mà mình nhậu thì có thể là... Ở trong 10 giờ hả? Quan trọng là ai lái xe đưa mình về á.
Nếu mà mình đi xuống đây mình nhổ mình chắc phải kiếm người lái xe đúng không? Tại ai cũng uống hết. Em lấy sinh nhật anh á, khỏi nấu xuống dây đại dưỡng. Ủa chừng nào sinh nhật Long? Tháng 8 nữa. Mới ba lái xe vậy. Không ngủ lần nữa. Không ngủ lần nữa. Ngủ đâu? Ngủ đâu? Cái xỉn đó rồi làm sao về? Câu bà ngồi thế mà ở đây thịt tàu mình. Không biết. Anh Liên lấy được. Anh Liên không có nhậu không nói rồi. Anh Một chở anh đi. Lúc đó Một còn ở đây không? Chứ đúng rồi, cũng đi. Một còn ở đây tới tháng mấy Long? Một đó đây mà. Ừ, không ra. Nhớ lộn nhất. Nhớ không biết nữa. Nhớ là mẹ cũng đi. Không đi. Đây vậy hả? Đây muốn vú về nha các bạn. Chấm chào. Nói cái mình đá cũng được lắm đó. Tại đói bụng á đó. Mình tới mình sáng mình chưa ăn gì hết. Ngon quá bà nội. Ngon quá vậy ha. Ừ, ngon. Đó hỏi cô 28 còn. Nhưng mình đợi chút gà sầu riêng nữa. Nó đặt cô mang thú. Hết hết măng cục coi như. Sợ lắm măng cục. Hỏi cô là măng cục có đáng mấy? Không? Nguyên liệu chính của nó là măng cụt. Dạ ok cô, không đến nỗi nắng. Dạ. Đây nè các bạn ơi. Đây là món gà nướng sầu riêng. Đó. Đặc sản. Đặc sản của Lấy Thiêu. Gà nướng sầu riêng này mình đặt được nè. Gà nướng sầu riêng. Đây để quay gần cho các bạn xem. À, gà trộn gỏi măng cục. Măng cục là măng cục sống nha các bạn chứ không phải là măng cục chín nha. Nướng heo. Nước chấm là chao, nước mắm, muối tiêu. Bảo cũng phải ăn gỏi. Em bây giờ em Hùng sẽ xé thịt gà đúng không? Ừ. Cái gà. Dạ. Xé nha. Ừ, xé đi Hùng. Em thịt nó đi Hùng. Ngon lắm luôn á. Công nhận lần đầu tiên mới ăn gỏi gà măng cục lạ ghê á Long. Ngon á. Bữa anh chị ra măng cũng phải. Dạ hả? Chị ba đâu về đây ăn hả? Ghé đây ăn hết hả? Mất cười, về đây ăn thấy mát nữa rồi. Mày thấy đi, mày thấy đi. Thế cuối tuần rồi về chơi xong có về nhà mấy tháng ngủ một đêm sáng tới quạt. Thôi đừng có thấy, đừng có thấy. Đổi ý hả? Mày thấy đó, xa xôi lắm rồi, không ai xuống. Mấy má đổi dưới trong mặt quá nha. Thích cảnh sông nước, thích đã cái bàn đã cái kêu tôi say đi. Ngủ đêm sáng cái thôi đừng say. Ngon thiệt. Mà cái măng cục có lạ chỗ là sống mà ăn không chát hay không hả? Ừ. Không có chát. Nó ngâm. Bởi vì nó có ngâm không? Có ngâm gì không? Ngâm chanh. Ngâm với chanh hả? Với cô mới nói là phải biết cách lựa. Với lại phải biết cách lựa mà nó vừa tới chứ không phải là sống nhăn nữa. Vừa thì không sống mà không chín nha. Cái quan trọng là phải biết cách lựa mới rồi. Làm được cái món này. Rồi lấy ra làm sao phải cho nó sạch mũ nữa nè. Cái đó là làm dưới giò nước. Bắt buộc luôn. Để hả? Để cho nó rửa cái mũ. Vừa gọt dưới giò nước cho nó đi mũ liền luôn. Chứ không thể mà làm trong cái thau nước. Anh thấy trên mạng làm nó làm cực đúng. Ở đây thì giờ nó có cái dịch vụ là làm giùm luôn. Mua giống như mua một gói nửa ký một tí gì đó về tự có hùng xé thôi. Đây nè em trai đang xé nè, xé gà này là gà nướng sầu riêng nha, đặc sản của cháu là Lấy Thiêu các bạn. Rồi
cô chủ quán mới đem cái nồi cháo ra. Trời ơi, cháo thích nhất là có nấm rơm á, Long. Cháo bánh nấm ngon lắm á. Hả? Bánh nấm ngon. Ừ, nè, cho các bạn xem nha. Đó. Cháo mà có nấm rơm mà ở Việt Nam đặc biệt là được nấm rơm tươi nữa. Nấm rơm tươi ngon lắm luôn các bạn ơi. Cái Đào ơi, cháo nhìn ngon lắm nè. Nó mới thầy đi về Lâm Trở mày xuống đây ăn. Nhìn hấp dẫn quá. Chụp hình đi Hồng. Dạ có. Hấp dẫn quá. Đây. Các bạn xem. Bốn đứa sáng dậy không có ăn sáng. Hello hello em Hùng, Long, bé Đào. Hồi nãy giờ lo ăn miệt mài luôn. Ngon quá. Tập trung chuyên môn. Lo ăn ngon quá mà đói bụng nữa. Tại sáng sớm ra là bốn đứa không có đứa nào ăn sáng gì hết á. Để bụng đi ra ngoài tận lấy thiêu để ăn đây. Lấy trong rửa miếng gà để còn nóng á, gà nướng còn nóng ăn ngon. Hấp dẫn chưa? Bây giờ quay sơ cho các bạn xem nha. Đó. Đây là cái quán mà nói tiếng là quán gì chứ nó không phải là nhà hàng nha. Nhà hàng các bạn đúng là quán, là bán tại nhà luôn. Nha. Đây là nhà ở đó. Rồi trong ở nhà này người ta ở đây, rồi tại đây đó là vườn cây, vườn lấy thiêu. Người ta bán tại trước nhà luôn. Các bạn thấy đó. Đó cứ vài bàn la que. Và mấy bạn đây là cô chủ quán đó, chủ nhà tại đây luôn. Rồi xa xa đằng kia cũng có tiệm phở. Rồi ở trước đây là một cái bờ sông nhỏ nhỏ, và bên kia là đường chạy. Bên kia là giống như cái khu thành phố vậy đó. Đường chạy. Xe chạy, sorry không phải là đường chạy, đường để xe chạy. Dạ hello chào cô. Con đang quay. Cô tên gì vậy cô? Chị Tám. Dạ chị Tám. Dạ đây chị Tám nấu ăn ngon lắm. Ngon lắm nha các bạn. Dạ. Nấu đồ ăn rất là ngon. Vườn ở đây. Dạ cô. Dạ đây là dạ sầu riêng này là của chị Tám nha, trồng tại nhà luôn, tại vườn đúng không cô? Nên mình trồng nhà mình hái ra hả cô? Dạ. Chút con vô con quay câu sợi cây sầu riêng nha cô. Đi chị Tám. Đó măng cục bẻ đây. Đó, tươi ngon lắm. Dạ, vườn ngon ghê đó cô. Măng cục cũng ngon nữa. Một lát nữa chị Tám cho em vô em quay nha, cây sầu riêng. Dạ, ăn xong rồi tụi em sẽ vô quay. Cảm ơn chị Tám. Dạ. Dạ. Có nấu bảo hiểm không ạ? Đây nè, cây đây là cây này mít gì vậy Hùng? Cây mít tố nữ nè các bạn ơi. Đó, cho các bạn coi từ thân cây nha. Đi lên đây. Thường thường nó như vậy thì bao lâu nó mới chín mình ăn được Hùng? Nó trái nó bự một chút nữa là được rồi. Dạ. Trái này nó ăn nhỏ. Nó còn nhỏ quá ha. Dạ. Cây sầu riêng. Đây ráng lên, đáng đi vào đây quay cho các bạn xem nha. Sầu riêng đâu mình né được đó. Dạ. Chị muốn quay có cái trái sầu riêng á. Cho các bạn xem. Trên cao kìa. Thấy không? Em thấy không? Đây kìa. Hùng em cầm giùm chị cái phone này đi Hùng. Rồi cái trái sầu riêng để bây giờ để bước qua bên đây, chị bước qua bên đây chị quay lại ngược lại. Ây da, nguyên bụi chuối đây. Rồi thấy sầu riêng rồi. Đó các bạn thấy không, trái sầu riêng. Đó đây trái sầu riêng đây. Và bên ngoài đây nữa đó các bạn thấy chưa, trái sầu riêng. Đó, trên nóc luôn. Cho các bạn coi đó. Trái nhiều ghê Hùng ơi. Trái này là cái cây già. Dạ. Cây già nó trái nhiều lắm nè. Dạ, đó, thấy rồi đó. Chị đang cho đó, trái lủng lẳng quá trời. Chị lấy gần á cho các bạn xem á. Sầu riêng, chuối, rồi măng cột, me nữa hả? Đó các bạn thấy là mấy cái clip vườn đó là người ta đang trồng đó. Hiện tại là Châu đang ở lấy thiêu nha các bạn. Ôi da, bị con kiến cắn, kiến vàng.
lâu lắm rồi á mới thấy con kiến vàng to đùng vậy đó. Thấy thích quá. Trời ơi, em quay được mấy trái sầu riêng rồi. Chị tên gì vậy chị? Chị Yến. Dạ, đây là chị Yến dẫn Châu vô để quay mấy trái sầu riêng đó các bạn. Bây giờ mình đi ra lại nha. Hết ghê á. Đây là chuối rồi. Dạ, đâu chuối đâu chị? À, đây nè. Nguyên quầy chuối luôn á. Dạ. Thấy không? Dạ thấy, đó. Đang thấy đó. Cái măng cục nha. Dạ, đây là cái măng cục nè, đúng rồi chị đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Ngay trước mặt mình đó là nguyên cái cây măng cục to đùng vậy đó. Dạ. Cái này là cây măng cục nhỏ đúng không chị? Đây nè. Dạ. Hiện tại có trái mà hái làm gỏi gà hết rồi. Trời ơi các bạn ơi, đặc biệt ở đây lái thiêu này nó có món gỏi gà măng cục rất là ngon luôn. Hồi nãy có quay cho các bạn xem đó. Rồi bây giờ mình đi trở ra ngoài lại. Cảm ơn chị Yến nha chị Yến. Con chó này là bị cột lại rồi các bạn ơi, nó không cắn đâu. Cảm ơn chị Yến nhiều. Về đây thích lắm luôn á. Ở Sài Gòn nóng nực, bây giờ mình đi về đây mát mẻ. Có, em có quay cây mít tố nữ nữa. Dạ, có quay cây mít tố nữ rồi rồi. Bây giờ mình đi ra ngoài lại. Ăn uống no nê xong rồi đó. Các bạn đi vô giờ vô vườn để quay cho sơ sơ chút xíu cho các bạn xem. Hy vọng các bạn thích cái video clip này của Mai Châu nha. Thôi mình xin tạm dừng ở đây. Xin chúc các bạn một ngày thật vui, thật đẹp bên gia đình và người thân. Và nếu các bạn nào thích kênh YouTube của Mai Châu, xin nhớ bấm like và ủng hộ nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.